bà con xem này nè. Nước biển đen ngược lúc ban đầu là màu đen, sau đó chuyển qua màu vàng và sủi bọt lên, rồi lại chuyển thành màu đỏ. Bà con xem á nha. Lập tức chỉ đạo cho các tàu báo đăng tin là do con rút tràn vô bờ nên mới làm biến đổi màu nước biển như vậy. Mục đích là để mỹ dân và bao che cho các công ty của tàu cộng. Cho nên đặc biệt Việt Cộng không muốn nhận biết là chất độc đã lan tới biển Đà Nẵng, mà muốn dụ dỗ lừa biển toàn dân Việt Nam tiếp tục đi xuống dưới biển, nên mới vẽ ra là con rút tràn vô trong bờ biển Đà Nẵng. Thực tế thì con rút đã bị chất độc Formosa giết sạch sành sanh từ mấy năm nay rồi, cho nên đâu còn con rút mà dạt vào bờ. Đây là chất độc. Ở đây là Formosa đúng không? Nó nói là Formosa là bị hút chết được không? À đây, cái bài này đăng hôm thứ Bảy đây, của Facebook của Nguyễn Lương Thành tại bãi cửa lò Nghệ An. Đây, mình sẽ cho bà con thấy. Đấy, thấy không? Những gì Lisa nó có đúng không? Những gì của con yêu tinh Lisa nó có đúng không bà con? Nghe không? Mình cái làm cái gì cũng vậy, thấy không? Những gì con Lisa nói thì cái bài này đăng hôm thứ Bảy vừa qua, bà con thấy nè, thấy không? Trời ơi, mực tươi nhảy rơi rối kiểu này thì làm sao mà cái cửa lò mà Formosa lại có nhiễm độc. Đã nhiễm độc người ta xử lý xong hết trơn rồi mà bây giờ nè bà con thấy không? Nước chết tại sao tôm biển tươi nó còn nhảy đành đập gì nè, thèm muốn chết luôn. Đó bà con thấy không? Nè, cho bà con thấy nha. À, đây là Facebook của bạn Nguyễn Lương Thành. Các anh chị muốn đi tìm bài đúng thì đây là Facebook của anh này. Tại ngoài cửa lò biển Formosa ngoài có gì anh này đưa tin cho các anh chị đó, mới đúng sự thật. Những gì con Lisa nó nói, cái con yêu tinh, cái con yêu tinh lé nó nói sai sự thật, thì mình đưa những cái tin đúng sự thật cho bà con thấy. Bà con thấy không? Tin này đăng ngày thứ Bảy. Bữa nay thứ mấy mình không nhớ, làm ăn với không nhớ ngày thứ. Anh chị thấy không? Hôm nay thứ ba rồi, thứ hai, thứ ba rồi. Thứ ba rồi, anh chị thấy không? Nước nhảy sôi sối như vậy mà nó nói như vậy đó. Anh chị thấy chưa? Bà con thấy không? Nó sai như vậy đó. Có đồ điên nó mới nghe lời cái con chó cái mà lé Lisa Phạm. Nha. Con Lisa Phạm mày mở mắt to ra mày nhìn nha, con chó cái. Cái con yêu tinh, cái con quỷ quái. Nghe không? Nghe không? Mày xuyên tạc cũng vừa phải thôi nha. Nha. Con yêu tinh Lisa Phạm. Nghe không? Những gì mày nói có đúng không? Nghe không? Các anh chị vô Facebook Nguyễn Lương Thành thì sẽ thấy cái bài mới thôi. Bà con thấy không? Miễn cái nước biển mà nó hôi thối như vậy, làm gì có những con mực sống mà nhảy sôi sói kiểu đó ngay cửa lò, đúng không bà con? À, mình đã nó xuyên tạc gì đất nước chúng ta, nó làm gì? Nó muốn cho cộng sản sụp đổ, nó gì, nó xuyên tạc gì đất nước của mình á. Đặng chi đặng cho mấy thằng đu càng nhờ 1975 á về làm thủ tướng với thủ tướng Đào Minh Quân á, rồi sao không đầu xuyên tạ về làm thủ tướng, rồi xong đầu mai mốt của đất Việt Nam mình nên giả sử, nhưng giả sử thôi, đầu nó là mắt rồi nó còn xuyên tạc ai nữa không? À, phải ngày xưa mà Việt cọ mà Bắc Hồ không vô giải phóng miền Nam thì cái đất nước Việt Nam ở trong miền Nam này mất tiêu rồi, lúc đó nó còn xuyên tạc nữa không? Rồi ông bà con cháu nó mồ mả, ông bà nó đâu còn nằm gì đất nước Việt Nam, lúc đó mồ mả ông bà của nó hả là bị hả thằng Trung Quốc vô nó mồi nó móc hết trơn rồi. À, cái đám của tụi nó đó anh chị thấy chưa? Nè, như nè, con và tiếp tục lan ra nhiều con thêm, thấy không? Chứ không hề giảm bớt. Hai thằng quan chức đầu sỏ
Rồi con thấy không? Xuyên tạc sai sự thật, thấy không? Đúng không? Đó. Bởi vậy những người mà nghe lời nó là những cái đồ điên. Cái loại điên nó mới như vậy bà con, chứ không phải mà cái đồ lục tỉnh mà đi nghe đồ này đâu. À, cái nước biển của Hot Musa ông ngoại hả, nhiễm ta đã xử lý xong rồi. Bây giờ hả, cá mực tôm nó tươi nhảy sơ sói như cái kiểu này nè. Ngon muốn chết luôn. Thèm muốn chết luôn mà cơ con rút nào mà chết. Tôm mực tại cửa lò biển ở ngoài đó bà con thấy không? Nó bị nhiễm độc đâu, nhiễm độc làm sao mà ba cái mực tôm nhảy kiểu này. Bà con nên thấy rõ không? Nói cái gì nó nói cũng sai hết trơn á, thấy không? Nó cố tình nó dựng chuyện. Thấy không? Buông ra nó nói nó thương cái đất nước Việt Nam. Rồi cái thằng này nữa nè bà con. Thấy không? Cái đám mày này nữa nè. Cái đá đó bà con thấy con Lisa không? Nha. Rồi tới con thằng bỏ chân trực đó. Mình đi một vòng trên Facebook cho bà con thấy nó xuyên tạc đất nước của mình. Kiếm Facebook khác, có cái Facebook nó chưa chặn mình. Mong tất cả anh chị em chúng ta lúc này nên tỉnh táo lại, cái chuyện mà đấu đá nhau hoài nhiên cảm thấy cũng mệt mỏi. Bên đây soi qua bên kia soi lại. Rồi mình sẽ lọt bẫy vào cái đám chống cộng, không có còn ai mà lên đây đi phản biện, đi bẻ lượng điệu lại của tụi ba que hết. Mình mong anh chị em mình nên tỉnh táo lại. Một người nào đó thì vạch trần âm mưu của những người hai mang, rồi còn một số anh chị em mình nên bẻ lên đây, bẻ lượng điệu lại, chứ đừng có tập trung vào cái đám hai mang đó. Rồi cái mình mất tập trung, mình không có đi đánh ba que nữa thì mình đã lọt vào bẫy của nó rồi. Anh chị em mong anh chị em mình nên tỉnh táo lại chút xíu. Nhiều khi Nhiên nói anh chị em mình, nhiều khi những người mà đang xuyên tạc về cựu chiến binh rồi các anh chị em mình á, Nhiên cũng tức lắm, nhưng khi muốn mở clip ra lên là chửi những người đó. Nhưng khi mà mình nói mình lên chửi những người đó rồi, không có ai lên bẻ lần điệu, thôi mình dẹp quan bên để ai mà bẻ thì bẻ, còn ai mà chống lượng điệu thì mình cứ chống. Bây giờ trách nhiệm của mình lên chống thôi, còn anh chị em thì trách nhiệm anh chị em cứ dạch mặt đám hai mang đi. Ta cũng có thể chưa thể đứng lên được, hoặc là người trong nước vẫn chưa chịu đứng lên, mặc dù đây là cái điều rất là cần thiết để người trong nước đứng lên làm gì con hả? Đứng lên làm gì thằng Yên? Một cái chỗ nào hả? À, để cho người dân trông chờ một cái chỗ dựa. Thì hôm nay dựa làm gì? Hai vấn đề thì chúng nói, thứ nhất là để trả lời cho quý vị như thế này thế nào. Có nhiều cái dư luận cũng như tôi không biết là họ cố ý hay vô tình thì tôi không biết. À, họ cho rằng tôi cái vụ mà tôi chửi được gọi là thằng gì? Nguyễn Thái Học, như bao nhiêu người kêu Nguyễn Thái Học. Nguyễn Thái Học không phải là một linh mục, chỉ là một đảng viên đội lớp linh mục, làm cán bộ của cộng sản đội lớp cái áo linh mục để làm việc quản lý công giáo, quản lý người giáo dân, quản lý người công giáo cho đảng cộng sản, và là một thằng cộng sản, một thằng bán nước, một thằng hại dân. À thằng Võ Trung Trực, người nói đảng cộng sản Việt Nam bán nước hại dân đúng không? Bán cho ai? Hại dân chỗ nào? Hả? Đảng ngộ lắm, tụi bay nói đảng cộng sản hại dân đúng không? Hại dân mà đảng cộng sản có đi đánh thuê như Việt Nam Cộng Hòa không? Hả? Vì đảng cộng sản Việt Cộng, bọn chúng mày gọi là Việt Cộng đó, có đi đánh thuê cho Mỹ không? Có đi đánh thuê cho ai không? Mà là hại dân. Hả? Tụi bay mở miệng ra tao biết tụi bay ngu. À.
Bây giờ mình đi vô trong bếp cả nhà. Hồi trước này nói chuyện không đã gì hết.